Trở lại kênh Dutch Way of Life của Linh. Tụi Linh đang xếp hàng đi vào cái Colosseum. Thì mọi người biết sao không? Hôm nay là ngày Chủ nhật á, cho nên có rất là đông người xếp hàng. Vì một phần là cuối tuần nè, một phần là Chủ nhật đầu tháng sẽ được miễn phí vào một số nơi ở cái thành phố này. Vì vậy mà tụi Linh cũng không biết luôn, cứ mình nghĩ là hôm nay là Chủ nhật xong chạy lại xếp hàng để mua vé. Hỏi thì mới biết là hôm nay miễn phí đó, cho nên người ta xếp hàng quá trời luôn, 1 km đó cả nhà. Mọi người nhìn cái mặt của Linh hả, là nãy giờ nó chảy mỡ luôn á, chứ đừng nói là tóc mồ hôi nhiều lắm, đông lắm luôn. Phía sau Linh là còn một dãy nè, phía trước Linh là dài, thật là dài, để Linh quay cho mọi người xem. Mọi người thấy chưa, một hàng thiệt là dài, mà cái đầu phía đó mọi người coi đến cái đoạn cuối cùng mà mọi người có thể thấy trong màn hình đó là chỉ mới có phần nửa thôi nha cả nhà. Mình nghĩ là từ đây tới mà khi mà mình lấy được vé đó là mình phải trải qua 1 tiếng đồng hồ. Kinh dị. Đó, mọi người đang lên xếp hàng nữa. Nóng quá. Tụi Linh nó vào được trong rồi, nhưng mà anh xã Linh thì bị rớt ở lại, tại vì ảnh có đem theo một cái con gọi là dao du lịch ở cả nhà, cái hộp mà dao rồi kéo rồi cái hộp nhỏ nhỏ gì nè, Linh cũng không biết nói như thế nào luôn, mà bây giờ ảnh phải đứng ở ngoài. Ở đây kiểm tra an ninh như là ở sân bay vậy nha cả nhà. Mọi người cẩn thận vào đây, là đừng có đem mấy cái dao cá nhân hoặc là gì á, chỉ để cắt gọt thôi, nhưng mà bị như vậy thì anh xã lên không vào được rồi. Đây là cảnh bên trong cái Colosseum này nha cả nhà. Rất là buồn khi mà anh xã của mình không có vào được trong cùng với mọi người, nhưng mà cũng may mắn là tụi Linh đã tham quan cái chỗ này rồi. Nếu mà tụi Linh không đi mà bây giờ anh xã không vào được có thì rất là buồn, tại vì sáng sớm tụi Linh thức sớm đứng xếp hàng có tiếng đồng hồ. Người thôi là người. Yeah. Come here, có sao xin gì? Đấu trường La Mã. Ở trong đây cũng toàn là gạch đá vậy thôi, chứ cũng không có gì đặc biệt lắm đâu. Nhưng mà mình coi cái kiến trúc hồi xưa đó thì mình thấy nó hay hơn. Nắng ngon dễ sợ luôn. Tụi mình kiếm chỗ nào tụi mình đi xa hơn ha các con ha. Tiêu lại đây rửa tay cái đi. Mình rửa tay cái. Nãy giờ đứng trên xe bus á, rồi nóng lực nãy giờ, cái tay phải rửa sạch mới được. Chỗ nào có trống trống chút là người ta chen vào, người ta chụp hình. Cũng giống như mình thôi. Dạ. Dạ. Đây là hình ảnh trước đây khi mà bắt đầu của những hình ảnh đấu trường La Mã đầu tiên. Đi con. Thank you.
che lại hết rồi. Chỗ này bây giờ bắt đầu đã giống như là bị hư hại nhiều, cho nên người ta đóng lại. Hồi đó người ta hay nha cả nhà ha, bắt mấy cái nô lệ làm chắc chết luôn á. Ok, canh theo. Đi mấy chỗ này là mọi người phải chuẩn bị cặp chân nha cả nhà. Đi leo quá trời luôn. Mà trời nóng nữa. Trời mát không nói, trời nóng nè, mệt muốn chết. Dạ. Con lên muốn tới đây coi thông tin của mấy cái chỗ này. Chỗ nào cũng toàn là người với người. Không muốn đi tới đó, nắng quá. Con Linh nó nói nó thấy chỗ nào đẹp đẹp là nó chỉ má ma qua chỗ này, qua chỗ này. Đây là cái mô hình của đấu trường hồi xưa. Bây giờ làm biến đọc thông tin cho cả nhà quá cả nhà ơi. Xin lỗi cả nhà nhiều, chứ bây giờ quá trời mệt rồi. Cho mọi người coi hình thôi. Rồi sau này mọi người đi đến đây á, thì mọi người sẽ tự đọc thông tin. Chứ giờ Linh quẩy quá rồi. Linh hồi nãy thấy ở ngoài á, đậu mấy chiếc xe cấp cứu luôn. Thật sự mà nói, dưới cái trời nắng như thế này á, mà không cẩn thận là sốc nhiệt cấp cứu là chuyện bình thường luôn á. Cảnh phía bên ngoài. Ở đây có một cái quầy hàng lưu niệm. Mình nói thiệt nha, hiện tại má con mình vào đây để nhìn hàng lưu niệm là phụ thôi, nhưng mà hưởng ké cái máy lạnh đó là mới là chính. Đây là phong cảnh phía bên ngoài. Hôm qua mình quay rồi, nhưng mà mình quay ở dưới, giống như mình quay từ dưới đi lên. Nhưng hôm nay thì mình được quay ngang. Trời ơi, bây giờ con mình nó rủ mình đi ra ngoài cái chỗ nắng hôi đó cả nhà. Thiệt tình là không muốn đi, muốn ở đây luôn á. Giỏi quá.
con của mình giỏi quá, biết quay đủ thứ hết. Mọi người thấy phía sau lưng có xe cảnh sát không? Cái xe này nãy giờ đi tuần vòng vòng luôn. Và nhờ như vậy cho nên cái nạn mà Linh nghĩ nhờ cái cảnh sát hoạt động bây giờ tích cực hơn, cho nên cái nạn mà bán hàng rong và chèo kéo ở chỗ này nè nó giảm hẳn luôn á cả nhà. Và khi mà mình tới đây thì mình ngồi ở chỗ mấy cái ghế, mấy cái băng này nè, mấy cái thang co ở công viên này thì được. Nhưng mà hồi nãy á thì có những người vào hẳn vào đây luôn, và hẳn trong cái cỏ này nè, cho nên cảnh sát cũng bắt ra hết, sợ dẫm hư cỏ đó. Vì cảnh sát nãy giờ đi là Linh thấy là 4 vòng rồi đó. Và lúc đầu Linh thì Linh cũng không hiểu luôn, lúc đầu Linh không biết, Linh nghĩ là cũng như là đi coi mấy cái sợ ồn ào hoặc là giữ trật tự á. Nhưng mà khi mà Linh thấy mấy người bán hàng rong chạy quá trời thì Linh mới biết là họ dẹp từ từ. Cho nên lần này Linh thấy đúng là khác luôn, đúng là khác với hồi trước nhiều. Hồi trước mình tới là họ cứ chạy theo họ bán đồ cho mình. Bây giờ thì ít hơn hẳn.
dõi bước chân của Linh đi tới thành La Mã. Bây giờ tụi Linh sẽ đi tới cái chỗ khác. Và mọi người nhớ tiếp tục xem Linh là đi tới đâu nha, coi nhà Linh đổ mồ hôi như thế nào. Linh mong mọi người, nếu mọi người thích cái clip của Linh thì hãy like, subscribe và share cho Linh nhé. Cảm ơn cả nhà nhiều, bye bye, hẹn gặp lại clip sau.